tung ra một cú sút sấm sét. Team của Malaysia là người có chiều cao tốt hơn so với thủ môn Enando của Razak. Razak đã vui của thủ môn Enando bao nhiêu sau khi gỡ hòa cho UEFA sau loạt đá vừa rồi. Anh lại đó là Asnawi. Halim. Asnawi không vào. Đã hai lần mỉm cười sút luân lưu 11m này. Thủ môn được thực hiện sau. Khả năng phán đoán hướng sút của đối phương. Hay nữa cú vào sân từ băng ghế dự bị. Đó là Ridwan của Indonesia. Halim, Ridwan. Ba đội đều đã dứt điểm. Hai đội đã khởi đầu lượt sau. Không cần lấy đà nhiều. Hakim Lukman đổi hướng sút so với người đồng đội. Số luân lưu vẫn đang là 1-1. Phản ứng thủ thành Rahalim Marcelino rất chính xác. Họ đã tận dụng thành công. Đã. Còn Malaysia thì đã rất hồi hộp, rất căng thẳng. Dứt điểm của Adam Afka giành chiến thắng trước thủ thành trên chấm sút luân lưu hay không? Rất. Các cầu thủ ta cùng xem lại cú sút. Đó, 3 trong số 4 lượt sút trước. Rất hồi hộp. Nhiều cầu thủ mong muốn của cao thủ Malaysia. Anthony Gross rất chính xác, rất bình tĩnh và bản lĩnh. Mark Anthony kết thúc loạt sút luân lưu và mang qua được cao thủ Malaysia với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu tại SEA Games 31. Còn với các cầu thủ